Rồi, hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật cái giá xe. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cái lô xe phân khối lớn cho anh em nhé. Thì xe phân khối lớn thì hiện tại thì có từ cái dòng mình sẽ báo giá từ cái dòng 300cc trở lên cho anh em nhé. Thì đây 300cc đến khoảng 600cc à, anh em. Cái dòng này này có 300cc và 600cc, 400cc cũng có luôn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ báo cái dòng phân khối lớn cho những anh em nào đang quan tâm nhé. Báo cái dòng phân khối lớn, còn phân khối nhỏ mình sẽ làm một video khác để báo giá khác cho anh em, để em dễ theo dõi ha. Thì phân khối lớn ở đây mình sẽ hiện tại cho mình sẽ xem có những cái dòng nào nè. Ở đây có MT03, Z300, Ninja 300, rồi Ninja 400 đó. Mà có cả CBF, CB500F này, cả Kawasaki Vulcan. Đấy, thì hôm nay mình sẽ lại cập nhật cái giá cho anh em, báo giá cho anh em một lượt nha, để anh em biết xem thêm thông tin về xe và giá xe luôn nha anh em. Đấy, đây. Đây cái dòng đằng sau của mình đây này, đó. Đây là dòng phân khối lớn, còn những phân dòng lớn, phân khối lớn hơn thì hiện tại chưa về nhá. Thì hôm nào có xe về mình sẽ làm một cái video lại báo cho anh em tiếp ha. Rồi. Nếu anh em quan tâm đến cái dòng phân khối lớn này thì tới địa chỉ là 169 Lý Thường Kiệt, Gia An, Bình Dương, số điện thoại là 0. Và tại cửa hàng thì có nhận trao đổi với tất cả dòng xe, nên anh em nào mà có xe trao đổi thì cứ mang đến để trao đổi hợp giá phù trợ hợp lý nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ báo giá tổng quan cho anh em một bây giờ mấy dòng này luôn. Đó. Khá là nhiều mấy chiếc ha. Đấy. Xe thì khoảng từ 150 triệu đổ lại thôi nhé. Ok, bây giờ mình sẽ vào chi tiết anh em. Và anh em nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy nhấn cho mình một cái đăng ký và nút cái chuông nút đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình. Khi nào có video mới thì cái chuông thông báo cho anh em ha. Rồi ok, bây giờ mình coi chi tiết cho anh em ha. Đấy. Đây, đầu tiên nè. Đầu tiên là con là dòng phân khối lớn nhất tại cửa hàng. Hiện tại có một chiếc có Z1000 nhưng mà đã bán ha. Còn một chiếc Kawasaki Vulcan S ha anh em, 650S. Đó. Dòng này là con này thì mình thấy là vẫn nguyên zin. Mình có thấy cái cây này, cái bô đã đỏ lên ha. Đấy. Kawasaki 650. Đấy, nó cũng sở hữu động cơ hai máy ha. Con này thì hiện tại giá là 158 triệu. Đấy. Dòng này trước sau là nguyên zin luôn. À, con này thì có lên đèn chở sáng nè. Đấy, lên đèn chở sáng. Đấy, con này 158 đời như con này đầy 2018 nha. Con này đầy mấy nha? Con đầy 26. À, 26 nha. Đó. Các con sự. 26. Đấy, 26 anh em nha. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy. Máy à. Nó còn nguyên cây bô zin nhé. À. Cả bô zin cả bô độ luôn. À, cái này thì vẫn còn bô zin nhá anh em. À, cái này là bô độ này. Thì cái bô zin nó vẫn còn, anh em mua thì có thể mang bộ độ về, mà không thích thì lắp bô zin lại ha. Đấy, xe cực kỳ đẹp luôn. Rồi, giá là 158 nha anh em, 158 triệu. Được em Kawasaki Vulcan S ha. Xe rất là đẹp luôn. Kiểu dáng cực kỳ hầm hố ha. Loại này thì nó trang bị động cơ hai máy, ai biết trước sau ha. Vẫn đi con heo Nissin. Đấy. Em thấy không? Xe cực cực keng luôn. Mình xem xem ô đô con này ha. Ô đô bao nhiêu à? Ô đô con này đi 16.232 cây. Đó, mới đi 16.000 cây nhá. Xe rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Thấy kẹt nước không nè? Kẹt nước cũng khá là đẹp nha. Không có bị một lỗ như là bị lỗi đá văng hay gì hết nhá. Đấy. Còn mày lốp nè. Đó. Em thấy lốp không? Rất là đẹp luôn. ABS này, đĩa thì còn
đĩa hầu như mình chỉ thấy chưa bị mòn lắm anh em ạ. Đó, đi vẫn yêu nít xin. Đấy. Con này có lên đèn chở sáng này. Rồi, động cơ rất là lực luôn anh em nha. À, động cơ nó tiếng máy giống như kiểu máy của hạt lây anh em. À, tiếng máy vậy đó. À, nhìn cực kỳ hầm hố ha. Rồi ok, mình sẽ sang dòng thứ hai. Tiếp theo là đây là có hai con Rebel 300 nhá. Rebel 300 hiện tại còn hai con này. Đấy. Hiện tại còn hai con ha. Đấy, dòng Rebel này thì động cơ nó cũng là nó động cơ 300cc nhưng mà một máy thôi anh em nhá. À, có một cổ bô ra này. Đó, một máy nên mà tiếng máy nó sẽ cũng khá là lực. Đấy, dòng này thì nó cũng ABS trước sau nhá. Đấy. ABS trước sau, đi theo Nissin. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu qua để cho những anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết thì cũng thông cảm ha. Đấy. Mình sẽ giới thiệu cho anh em nào biết chưa biết. Ok. Đấy. Thì con này thì đời 2018 này, giá là 88 triệu. 88 triệu mình sẽ nổ máy bật chìa khóa lên xem đồng hồ Odo cho anh em nào. Ok, Odo là 8.499 cây. Đó. Có gì 8.000 cây anh em ạ. À. Mình sẽ xem có đổ lên điều cái gì chưa. À, con này thì trước mình có quay đổ lên cây bô Leo Vin nhá. Đây cái bô Leo Vin. À, con này thì nó nổ rất là to đó anh em ạ. À. Bô nổ rất to. À, mình sẽ nổ máy cho anh em ạ. À. Tiếng máy rất là lực nha anh em. Máy móc thì đây hãng Honda nên mà máy móc thì rất là êm luôn. Okay. Okay. Đời 2018, 88 triệu. Rồi. Đấy, xem lốp này, quả lốp còn rất là dày nhá, xe rất là đẹp luôn. Thắng đĩa này, chưa có bị hao mòn gì ha. ABS này. Đấy. Két nước cũng khá là lớn. Rồi xe rất là đẹp luôn nha. Nước sơn cực kỳ bóng này, không bị chảy xước lỗi lầm chứ ha. Ok. Tiếp theo, con này thì cũng 300cc. Con này thì đời mấy anh nha? 29. Con này đời 29 luôn nha. Đó. Con này đời 28, con này đời 29 này. Con này đời 29 thì giá nó sẽ cao hơn, 93 triệu. Để xíu mình sẽ xem Odo cho anh em nhé. Xem này, con này rất đẹp luôn nha. Con này chắc chắn sẽ mới hơn ha. Đó, mình sẽ xem chi tiết của nó này. Mình xem tổng quan thì thấy hai chiếc nó cũng mới ngang nhau á anh em ạ. Đó. Xem Odo con này chắc đi ít hơn ha. Đấy. Con này trước sau là zin hết, nguyên zin luôn nhá. Đấy, anh em xem này. Con này đó. Rất là đẹp luôn. Đời 2019 đang keng luôn anh em ạ. Nước sơn còn rất là bóng này, lốc lực này, đẹp luôn. Xe mô đô con này nè. Ô đô mới đi 3.502 cây nha anh em. Wow. Cũng là xe mới đi 3.000 cây thì cũng như xe mới luôn anh em ạ. Đấy. Giá chỉ 93 triệu. Con xe mới leng keng luôn. Nổ máy cho anh em này. Bô zin đấy, nhìn thấy bô vẫn là bô zin nên mà chơi tiếng máy rất là hiền, máy êm ru. Ok, trình nhan nó zin này, chiếc sau con này là zin hết nhé, chưa độ chế lên một cứ thứ gì luôn, ngay cả lốp liệt bánh liệt thì là zin hết. Ok đấy. Rất là đẹp ha. Đang 93 triệu. Ok, sang này thì có hai con CB500F này. Đấy, một con màu đỏ, một con màu đen ha. Đen là 28, đỏ 29. Đó, con đen này là 28 nha. Đó. Đó là 29. Con màu đen này thì có nguyên một cái phụ kiện như thùng PV treo đồ đằng sau nhá. Nên anh em nào có thì em mà mua con này sẽ tặng thêm cái cặp thùng đằng sau để đựng đồ rất là lớn luôn anh em ạ. Con này đi tour quá ngon luôn nè. Cái dòng này thì nó cũng trang bị động cơ hai máy, ABS trước sau luôn.
và dòng này vẫn là đi con heo Nissin. Dòng con heo này thì rất nổi tiếng, anh em khá là quen thuộc ha. Đấy, đĩa này đó, rất là mới luôn, chứ bị mòn gì hết nha anh em. Con này thì lên chống đổ này, lên đèn chở sáng tun này nha. Con này thì mình nghĩ là cái chủ xe trước thì cũng có đi tour đó, nên là có gắn thùng gắn đèn chở sáng rất là đẹp luôn. Bô vẫn là bô zin. Đấy, giá con này thì đang bán là 145 triệu, đời 28, đời 28 nha anh em, 145 triệu. Thì hai cái dòng đời 28, đời 29 thì nó cũng y chang nhau thôi nhá. Đó, thì nó cũng sản xuất một đời, nhưng mà mua năm nào á thì đăng ký năm đó ha. Đấy, xe nguyên zin, mình sẽ bật cái khóa lên cho anh em này. Đấy, cái phuộc của con này thì nó có thể tinh chỉnh được độ cứng mềm nha anh em. Đấy, CB500F, động cơ hai máy. Chuyển hai máy nha. Đấy, máy Honda mà lúc nào nó cũng thị phẩm hết anh em. Đèn chở sáng này, wow, rất là sáng luôn nha anh em. Nhìn theo đèn chở sáng của nó này, cặp đèn chở sáng tun, với lại cái đèn của nó, zin của nó vẫn là cũng là đèn led luôn, nên mà anh em đi đêm thì bao sáng anh em luôn nhá. Đó, cực kỳ sáng luôn. Máy móc thì thầm luôn anh em nhá. Đấy, ok. Đấy, Odo thì mới đi 6.979 cây. Đó, mới đi hơn 6.000 cây à, cực kỳ lướt luôn ha. Rồi, tiếp theo con màu đỏ, con này thì đời 29 này, một đời 29, xe vẫn còn nguyên zin. Con này thì chưa lên bất cứ phụ kiện gì hết nhé. Đây, bô vẫn là xài bô zin, xe rất là đẹp không. Đây, cọc mâm này đó. Đấy, xe cực kỳ đẹp luôn, có bô của nó này, sáng đẹp ha. Đó, bùi nóc cực kỳ đẹp luôn. Lốc này, lốc nói chung là chưa có một vết tì vết gì hết nhá, xe rất là đẹp, chưa có một vết chảy chiều chỗ gì nhá anh em. Đó, anh em mua thì bảo hành trực tiếp tại cửa hàng 6 tháng cho anh em yên tâm ha. Đấy, Odo con này là 431 cây, wow, mới đi hơn 400 cây nhá anh em. Xe rất là mới luôn ha, con nào nó rất là mới. Giờ mới đi 400 cây anh em, mà lan keng luôn, y như xe mới luôn anh em này. Thấy không, có gai gió của nó này, nó còn nguyên si luôn, nguyên si luôn anh em, xe cực chất luôn. À, nào mình thấy là nó rất là mới luôn. Ở đây là hai con CB500F nhá. Đó, giá con này đời 28 thì 145 triệu, cũng đi cũng rất là lướt luôn, mới đi hơn 6.000 cây, con này mới đi mấy trăm cây rồi, rất là đẹp luôn. 156 triệu, 156 triệu, có bao hồ sơ cho anh em nhé. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đến dòng Ninja. Đó, dòng Ninja 400 này. Ninja 400 thì hiện tại còn hai con nhé. Đấy, con này đời 28 và con này đời 29. À, con đời 28 này thì giá là 125 triệu. À, 125, con này thì mình xem. À, con này có cắt đôi và lắp rìa chắn bùn đằng sau nhá. Bô vẫn xài bô zin. Đấy, à, vẫn xài bô zin anh em thấy không. Đời 28 nhưng mà xe rất là đẹp luôn, còn leng keng ha. Con này thì nó cũng trang bị động cơ hai máy này, à, ABS trước sau. À, dòng này thì nó cũng đi con heo Nissin. Đó, con heo Nissin này hai bít tông á. Rồi, ok. Đấy, đĩa thì còn rất là dày, chưa có bị hao mòn gì ha. Đấy, con này thì bánh trước này, gầy gió nguyên ha. Đấy, con này mình thấy lên chống đổ rồi nè. Đấy, xe rất là đẹp, leng keng, không có một vết chảy xước gì ha. Đấy, xem con này Odo ha. Odo 12.000 cây. Đấy. Đấy, con này đi 12.000 cây nhé. Wow, rất là đẹp luôn. Nói chung là mấy con này thì máy móc thì thầm hết nha anh em.
không có một lỗi nhỏ gì hết, xe rất là lướt luôn. 125 triệu. Đấy. 125 triệu, còn phít tiền cà phê cà pháo cho anh em đến mua xe nhé. Cực kỳ êm ha. Xài bố zin nên mà tính máy nó rất là hiền ha. Rồi, theo dòng cũng là Ninja 400, con này đời 2019. Đời 2019, dàn áo này đẹp leng keng, khỏi cần phải nói ha. Đấy. Dòng ABS này, mâm này cũng là cực kỳ sáng đẹp. Xe vẫn là xe zin, zin hết. Cũng có lên chống đổ này, lên cái chống đổ. Giá là 130 triệu. Đấy. Mình quá quen điện thoại rồi. 130 triệu nhá. Thì con này đời 2018 này thì 125 thôi. Mà con này đời 2019 nó sẽ cao hơn xíu, 130 triệu. Đấy. 130 triệu đô con này thì mới đi 9.000 cây. Hết xăng rồi. Rồi, con này hết xăng anh em ạ. Đấy. Hai con đều leng keng hết nhá. Đấy, nhìn tổng con thì nó cũng ngang ngửa nhau. Đấy. Mà ô đô thì sẽ con cao con thấp hơn anh em nhá. Rồi, đến dòng Ninja 300. Ninja 300 con này thì đang bán với giá là 94.900. Đấy. 94.900 thì dòng Ninja 300 thì nó cũng trang bị động cơ hai máy y chang như dòng Ninja 400 luôn nhá. Đấy. Cũng là ABS trước sau, con heo hai piston. Rồi. Hầu như là mấy con này xe rất là đẹp luôn anh em ạ. Bô vẫn là bô zin. Đấy, bô zin. 94.900. Đấy, ok. Xem ô đô con này nhá. Ô đô mới đi 12.759 cây. Đó. Mới đi 12.000 cây. Nhưng con này vẫn là xài bố zin. Biển số 60 nhá. Biển số 60, công ty biển số 61. Rồi, ok. Máy móc rất là êm luôn anh em ạ. Đấy. Máy rất êm nhá. Đấy, thì có nhiều cái clip thì trước mình cũng báo giá rồi, mà mình sẽ hôm nay cũng báo giá hết một lượt để cho anh em nào chưa biết ha. Rồi. Và tiếp theo. Đây, đó. Em thấy không? Z300. Đó, Kawasaki Z300. Đấy, dòng Kawasaki thì này cũng về mấy con nha anh em. Z300 con này lên chống đổ này ha. Chống đổ lên đèn chở sáng. Đấy. Chống đổ lên đèn chở sáng rồi. Con này cắt đuôi nhá. Đuôi đã cắt rồi. Đó, con này thì cắt đuôi, rút hồ sơ luôn anh em ạ. Dòng này thì nó cũng trang bị động cơ hai máy ABS trước sau. Lốp này. Bộ trước cũng rất là dày, còn chỉ ấy còn nguyên si ha. Rồi. Ok, ốc này. Đấy. Đấy, đây là dòng Next Buy nhá, dòng Next. Đó. Con này thì giá là 91 triệu. À, đi lên cầm tay thắng này, tay thắng Rambo ha. Tay côn Nissin. Đấy. Bên chống đổ lên đèn chở sáng. Đấy. Xe kiểu dáng con này rất là hầm hố. Dòng nách kiểu dáng cái đầu đèn này rất là ngầu luôn. Đấy. Ok, xe rất là đẹp nha. Mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử ha. Đấy. Con này thì ô đô mới đi 13.000 cây. 13.000 cây nhá anh em. Đấy, bố zin. Tính máy rất là êm, thì thầm luôn. Máy rất là hiền nha. Đấy. Đấy, ok. Đấy, sẽ bật cái đèn chở sáng lên coi nào. Đấy, rally lên cặp đèn chở sáng, rất là sáng luôn ha. Đấy. Cặp đèn lên chở sáng này. Ồ. Cực kỳ sáng ha. Đấy. Cái đầu đèn của nó rất là đẹp luôn. Ok. Máy móc rất là thì thầm.
con MT03 mà như mình thấy là bán một con rồi ha. Bán một con, chỉ còn một con MT03 người kia thôi. Đó. Đó, mình sẽ ra con MT03 người này ha. Còn duy nhất một em không tiên MT03 nhá. Đó, xe con này rất là mới luôn à. Đó. Con này thì 110 triệu. Đấy. Xoay cho anh em xem này. Còn từng con ốc là sáng đẹp luôn ha. Đấy. Dòng này thì nó cũng trang bị động cơ hai máy. Đấy, ABS trước sau. Xe con này mình nghĩ là còn rất là mới luôn. Mình thấy từng cái con ốc thì còn zin hết, mới ke lăng keng này anh em ạ. Nhông chân dĩa này. Đó. Rất là mới. Ok, mình thấy trong chân dĩa này để lâu hơi chết xét xét. Con này vẫn là xài bô zin, xài bô zin nhá. Đấy. Xài bô zin. Đấy, mình sẽ soi cho anh em kỹ một xíu. Đấy. Tăng đĩa này. Đó. Chưa có bị hao mòn gì lắm ha. Đấy, con này biển số 79. Nha Trang, biển số Nha Trang nha. Mình sẽ bật chìa khóa lên nào. Ồ, con này mới đi 1564 cây anh em ạ. Nào nó rất là mới luôn anh em này, thấy không? Mới là phải nhìn từng chi tiết của nó này. Đó. Từng con ốc của nó này, chưa có bị xỉ sét hay bất cứ một cái lỗi xước nào. Đấy. Xe rất là đẹp luôn. Ok. Rồi. Số 2. Số xuống. À. Phải mò chứ. Đó, phải mò nổ máy cho anh em ha. Đấy. Là mới đi hơn 1.000 cây em ạ. Rất là leng keng luôn. Giá con này là 101 triệu nhá. 101 triệu, mới đi hơn 1.000 cây, y như xe mới luôn anh em. Con này có chỉ cắt đuôi thôi, cắt đuôi lên cái đèn led đồ chơi. Đấy. Máy móc thì khỏi cái chê rồi ha, mới đi hơn 1.000 cây rồi. Đó. Ok. Cái đẹp luôn. Đó. Đây, địa chỉ. Địa chỉ là 169 Lý Thường Kiệt, Gia An, Bình Dương nha anh em. Đấy. Số điện thoại là 0976 741 725. Rồi. Đấy, anh em nào quan tâm mấy cái dòng này thì cứ gọi điện trực tiếp hoặc đến xem xe trực tiếp nhé. Rồi, chắc mình sẽ kết thúc video tại đây, mình sẽ làm cái video khác để báo giá dòng khác cho anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình. Rồi bây giờ mình sẽ xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo ha.